Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt set áo và chân váy này nhé. Chúng ta có một mẫu áo cổ 2V. Đây là hai hàng khuy nhé, bộ mảnh nách. Tay là tay xếp ly nữa. Phần chân váy thì chúng ta sẽ là chân váy dáng đuôi cá. Ta cắt lệch sang một bên. Chưa? Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình dập áo cơ bản. Đối với dập áo này thì các bạn sẽ để thêm cái sống lưng sau với mình nhé. Ta sẽ thêm võng lưng mà. Bạn nào nhu cầu mua dập gốc cơ bản Levi, mình đang có bán combo dập gốc Levi gồm có sơ mi, đầm vest và măng tô, mức phí là 300.000 một combo một size. Bạn nào nhu cầu thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhé. Ở đây chúng ta có phần thân trước và thân sau. Đối với thân sau thì bạn sẽ xử lý tiêu phần Levi thân sau đi cho mình này. Thân trước, ở đây thì bạn sẽ lấy từ đường giữa của thân trước nhé. Chúng ta lấy ra đây tầm khoảng 5 đến 6 phân để chúng ta làm cái phần chồng sang nhau. Năm đến 6 phân. Chưa? Tiếp này, các bạn chúng ta có bộ mảnh nách. Các bạn lấy cho mình điểm giữa của nách này. Nó một đường cong vào đầu ly thân. Giảm đầu vai vào một phân đến một phân rưỡi. Các bạn vẽ lại vòng nách cho mình. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ xác định cho mình phần cúc. Phần cúc thì chúng ta sẽ cài ngang với hạ chân ngực. Các bạn gióng thẳng cái đường hạ chân ngực sang bên này cho mình này. Đó. Chúng ta lấy từ ngang cổ, các bạn lấy ra đây cho mình 2 phân. Đối cho mình cái điểm 2 phân này vào đây. Chúng ta sẽ tạo được đường bẻ ve. Đoạn này thì các bạn sẽ kẻ cho mình đường song song với đường bẻ ve đi qua ngang cổ. Chưa? Từ đây các bạn lấy xuống cho mình tầm 5 đến 6 phân này. Chúng ta sẽ kẻ này, chéo đi một chút. Lấy độ rộng bảng ve, các bạn lấy từ điểm này ra đây cho mình tầm khoảng 7 phân. Chúng ta nối điểm này vào đây. Đánh tròn nó đi một chút nhé. Đó. Xẻ ve chúng ta sẽ lấy từ đầu này vào đây 3 phân. Ở đây chúng ta sẽ kẻ thẳng xuống thôi. Chúng ta có một cúc ở đây này. Cúc thứ hai các bạn để cách cho mình tầm khoảng 11 đến 12 phân. Đó. Chưa? Xa gấu xuống cho mình tầm khoảng 1,5 đến 2 phân. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ cắt này đi nhé. Tiếp theo các bạn sẽ cắt theo đường bổ mảnh này. Chúng ta lọc bỏ hết ly đi. Đóng cho mình cái Levi này vào. Đó. Bạn sẽ kẻ lại cho mình đường vai con này. Giờ chúng ta sẽ cắt theo đường này. Cắt theo đường giảm vòng nách, giảm đầu vai đấy nhé. Ở đây thì các bạn sẽ lọc bỏ hết ly đi. Chưa? Đó. Ra mẫu cổ thì chúng ta sẽ đặt phần thân này lên. Và sang dấu lại cho mình đường vai này, phần họng cổ ở đây này, đuôi ve, điểm xẻ ve này, rồi các bạn sẽ đặt thước trùng với ngang cổ, trùng với đường bẻ ve nhé, kéo dài nó lên. Từ đây thì các bạn sẽ lấy lên cho mình tầm khoảng
11 phân. 11. Dựng một đường vuông góc lấy vào đây cho mình 5 phân đến 5 phân rưỡi. Nối một đường cong vào ngang cổ. Ở thân sau này nhá, chúng ta sẽ giảm đầu vai đi. Tương tự như thân trước, các bạn vẽ lại cho mình vòng nách này. Chúng ta vẽ bổ mảnh nách này ra. Sau đó thì các bạn sẽ đặt cho mình hai đường vai con của thân trước và thân sau bằng nhau, kiểm tra được cái phần vai con này bằng nhau nhé. Đây. Đó. Chúng ta lấy sâu cổ từ đây xuống 3 phân. Sau đó thì các bạn sẽ đo cho mình cái vòng cổ này bằng bao nhiêu này? 9 phân rưỡi. Thì các bạn sẽ đo cho mình từ đây, chúng ta đo lên 9 phân rưỡi. Đó. Đánh dấu lại. Dựng vuông góc vào đây, chúng ta sẽ lấy được gần gáy cổ sau. Các bạn lấy gáy cổ sau, các bạn lấy tầm 6 đến 7 phân cho mình. Xẻ về, các bạn sẽ vích nó lên. Đó. Được chưa? Chúng ta lấy từ đây, lấy ra đây tầm khoảng 3 phân. Ở đây thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái mép lá cổ này ra. Lựa chọn đầu này đi nhé. Đó. Chưa nhá. Đây, phần này thì chúng ta may lại với nhau. Chưa, bẻ nó ra. Ta sẽ có được cái phần cổ như này. Phần sau thì các bạn sẽ cắt. Phần này đi. Đó, chúng ta sẽ lọc hết bộ mảnh ra. Đi nhá. Ok. Chưa nhá. Vân tay này thì các bạn sẽ làm cái tay xích ly giống như ở các bài trước mình đã hướng dẫn nhé. Đó. Chưa. Về phần chân váy này, chân váy thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái dập chân váy cơ bản. Đây. Chúng ta có phần thân trước và thân sau. Các bạn cứ lấy dài váy cơ bản cho mình trước này, sau đó chúng ta sẽ để thừa xuống phía dưới nhé, để các bạn làm cái bên lệch như này này. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ gấp cái ly này vào cho mình trước. Chúng ta cắt rời bản cạp. Cắt rời ra. Ví dụ mình sẽ để ra khoảng 4 phân. 4 phân cạp nha. Cắt rời ra. Được chưa? Phần trước này các bạn sẽ làm tương tự thôi. Đảm bảo hai đường sườn này sẽ bằng nhau nhé. Cắt ra. Được chưa? Ở đây mình sẽ đánh dấu cái điểm gấu ở đây. Bạn sẽ mở thân trước này ra cho mình này. Đây. Chưa. Ở đây thì các bạn sẽ lấy từ gấu này, chúng ta lấy ngược lên cho mình tầm khoảng 15-16 phân. 15-16 này. Các bạn nối cho mình một đường vào đây. Đó. Chưa? Phía gấu ở phần bên trái nhỉ. Bên trái này. Đây là bên phải nhỉ. Ở đây các bạn sẽ lấy dài xuống hơn cho mình. Chúng ta lấy dài xuống hơn tùy ý nhé. Được chưa? Tuần này các bạn có thể lấy này xuống đây. Tầm khoảng 13-14 phân. Đó. Đây, chúng ta lấy hẳn xuống đây. Độ dài này tùy ý nhá các bạn, nếu mà chúng ta làm nó
ngắn hơn chẳng hạn thì các bạn sẽ lấy con đàn này cao lên, được chưa? Đó. Đây mình sẽ vẽ này vào đây. Bạn cắt rời cái thằng này ra. Rời ra. Bên này chúng ta sẽ có cái đường bồ mày. Đường bồ mày nhá. Bạn sẽ vẽ cái ly này ra. Được chưa? Bạn cắt rời cái đoạn này ra cho mình là được. Phần thân bên trái chúng ta sẽ cắt rời bồ mày. Bên phải thì các bạn chiết ly vào cho mình. Nhá, bên này các bạn có thể chiết ly. Hoặc nếu không thì các bạn có thể cắt thẳng này xuống để chúng ta làm bồ mày. Được chưa? Để qua một bên này. Tiếp đến phần thân sau. Đây, thân sau thì các bạn sẽ để vào đây cho mình này. Hai nửa nhá. Chúng ta có phần thân trước ở đây. Đường sườn này. Thì các bạn sẽ để hai vào đây nhá. Đây nhá, hai đoạn này tí nó may vào nhau, đúng chưa? Hai này may vào nhau. Thì các bạn sẽ đặt này vào đây để chúng ta lấy được điểm cắt này. Đó. Thì bên này thì các bạn sẽ đặt này vào đây. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ nối lại với nhau. Và phía dưới này thì các bạn có thể dán nó vào nhau. Đó. Tiếp này. Bên này nó sẽ bằng nhau. Được chưa? Đó. Thì bên này nó sẽ bằng nhau ở đây. Ok. Và cắt này đi thôi. Sau các bạn sẽ có hai nửa như này. Bây giờ này, các bạn sẽ thấy nó ở đây nó sẽ có các múi đổ. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cắt này vào đây. Đó. Cắt vào đây này. Các bạn cắt thưa ra nhá, không cần phải cắt dày đâu. Ví dụ ở đây mình sẽ chia ra, mình sẽ cắt ra làm 3 đường. Các bạn bấm nó ra. Chưa? Chúng ta sẽ giải tách nó ra nhé. Đó, các bạn sẽ giải tách ra. Khoảng mở này các bạn sẽ mở cho mình tầm khoảng 10 đến 12 phân. Còn các bạn muốn nó có độ múi nhiều hơn, đổ rõ hơn thì các bạn sẽ giải tách ra nhiều hơn nhé. Được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ sang dấu và chúng ta cắt lại các cái đường này. Đó. Phần thân sau này các bạn sẽ làm tương tự nhé. Chúng ta sẽ chia ra và các bạn sẽ giải tách ra cho mình. Được chưa? Đó. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt xếp ra theo mẫu có sẵn. Các bạn thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.